Toàn tỉnh đã huy động trên 1.000 cán bộ chiến sĩ và lực lượng xung kích địa phương cùng với phương tiện, thiết bị và tư cần thiết để tiến hành gia cố các vị trí đê xung yếu tại thành phố Thái Nguyên, kịp thời ứng phó với lũ trên sông cầu và khắc phục hậu quả thiên tai. Hiện nay thì tỉnh đang tích cực tổ chức ứng trực, triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và hệ thống đê điều hồ đập. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã ra lời kêu gọi các cấp ngành địa phương, các tổ chức cá nhân ủng hộ và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh, góp phần chia sẻ với những khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống nhân dân. Thời gian tiếp nhận ủng hộ cứu trợ từ ngày 10 tháng 9 cho tới ngày 30 tháng 9.